Xin chào những người yêu nhạc trên kênh YouTube của Phương Phạm và Thái Thùy Linh rất xinh. Hôm nay anh em chúng tôi đang làm một cái du ca phố đêm số thứ tư trước cổng Hoàng Thành Thăng Long. Mọi người nhìn thấy rõ vết Đại Bác. Phương Phạm đặt cái máy quay trực diện với Hoàng Thành Thăng Long. Và hôm nay anh em chúng tôi sẽ làm một cái clip để ca nhạc phố đêm. Mọi người hãy theo dõi nhé. Và Thùy Linh ơi, em hãy nói những cái tâm tư suy nghĩ của em. Hôm nay Linh và anh Phương Phạm đứng ở bên một cái con đường rất là đẹp. Một lát nữa thì chúng tôi sẽ quay cái ống kính để cho cả nhà mình sẽ nhìn thấy con đường Phan Đình Phùng trong đêm, một trong những con đường đẹp nhất của Hà Nội. Đẹp, một cái vẻ đẹp rất là xưa cũ nhưng mà cũng rất là khoáng đạt. Và đây là con đường gắn liền với tuổi thơ của Thái Thùy Linh. Ngày bé thì nhà Linh chỉ cách đây có một đoạn thôi, ở phố Châu Long. Và mỗi một cái buổi tối mùa hè thì Linh cùng với các chị và em của mình thì hay đi dọc cái con phố này, vừa đi vừa nhặt sấu rụng này, rồi lấy cái lon sữa bò ấy, vừa đi vừa đá như thế này này, vừa đi vừa đá để cho đường nó ngắn lại. Vì ngày đó thì những cái bước chân nó rất là lũn cũn, đi mãi mà không hết được một phố Phan Đình Phùng. Thì hôm nay là một cái ngày đã cuối thu rồi, đầu đông. Tôi vừa phải cởi áo choàng ra, lúc nãy là phải có khăn và áo choàng bởi vì là đã quá nửa đêm và sương thì đã xuống rồi. Thế nhưng mà ngày hôm nay thực sự là một ngày rất thu ở Hà Nội, làm siêu lòng rất nhiều người. Và đúng là không gì bằng những cái tình khúc về Hà Nội và những tình khúc mà người Hà Nội hay nghe, đã từng yêu và thường hoài niệm. Thì hôm nay sẽ là những ca khúc như vậy trong một đêm thu Hà Nội rất là lãng mạn như thế này. Trời cao,
mà mời chờ. Em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quen, tiếng hát ai sao động thoáng mùi hương êm đềm. Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nhỏ. Hoa xưa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em. Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nhỏ. Hoa xưa vẫn ngọt ngào đầu phố, có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh quên em. Chơi hay anh làm nghề lái xe ôm, xe taxi công nghệ cao đúng không ạ? Vừa rồi thì khi mà hai anh em đang hát thì thấy có một cái chiếc xe đã đi quá rồi và lùi lại. Thì nói thật là lúc đầu khi mà xe lùi lại em hơi lo, em đang tưởng là nhà anh ấy ở đây và hình như là mình đang làm phiền, mình đang làm ồn vì đúng lúc mình đang hát cao trào quá. Thế nhưng mà rất là đáng yêu là có một fan của anh Phương Phạm đã nhận ra và rất là trân trọng, lùi lại rất là chậm rãi để nghe hai anh em đàn và hát. Một người nghệ sĩ như thế này, một người khán giả như thế này thực sự là quá là đáng quý. Giờ này chắc là tim của Phương Phạm đang rung lên từng hồi. Đúng là cũng không nghĩ là có một người biết mình nhỉ. Biết mình đang hát rong trên phố và dừng xe lại để nghe, sau đó quay lại cảm ơn đúng không? Thì đấy là những cái phần thưởng vô giá đối với Phương Phạm và Thái Tùy Linh. Bởi những cái clip này Phương và Linh ấy làm rất là vất vả, đêm hôm muỗi nó cắn này, rồi bụi này. Vất vả nhưng mà nó sướng, nó sung sướng. Quý vị ơi, cái bài hát vừa rồi ấy, thực ra ấy, Linh nghĩ rằng là hai anh em sẽ hát lại một hai lần nữa đấy, bởi vì đây là cái lần hát đầu tiên của chúng tôi. Từ khi đến đây, ở đây có khán giả, một vài khán giả đang ngồi ở đây thì biết rằng đây là cái bản bài hát đầu tiên. Nhưng mà vì cái người khán giả rất đáng yêu vừa rồi cho nên em nghĩ rằng là mình nên giữ lại. Mặc dù là em hát chưa có chuẩn lắm đâu, em không biết là anh đàn thế nào nữa ấy. Thế nhưng mà Linh hát thì vừa rồi là một bản, không phải là một cái bản thực sự tốt, nhưng mà Linh nghĩ rằng là những cái cảm xúc vừa rồi, cái duyên vừa rồi nó rất là đáng quý mà không thể làm lại được. Đây chính là những cái yếu tố mà nó rất là bất ngờ và nó rất là đáng yêu trong những cái hành trình du ca của chúng tôi. Cho nên là quý vị sẽ được nghe trọn vẹn cái bài hát mà nó chưa được trọn vẹn vừa rồi, được không anh? Anh nhất trí không? Linh ạ, ở giữa cái đất trời và khung cảnh đêm lãng mạn như thế này thì mọi người ở xa chắc chắn là được nhìn thấy Hoàng Thành Thăng Long em ạ. Và anh muốn là hôm nay những tình khúc xưa ấy, em hát, em hãy hát những một vài ca khúc tình khúc xưa.
Bởi vì là không hiểu sao là cứ ban đêm, cứ đứng ở những cái khung cảnh như thế này, con đường này và những chiếc lá đang rụng ở ngoài kia, thì là anh muốn một cái gì đó như là tình bơ vơ nhỉ? Em hát đi nhỉ? Anh thấy là nó hay lắm, bởi vì là không hiểu sao nó chạm, động chạm đến rất nhiều những cái thứ của mình mà đã từng qua. Có gì đó rất tình bơ vơ, cuối cùng là tình bơ vơ ấy. Anh nghĩ là em hát cái bài đấy ở đây anh mới thích này. Không biết từ chối sao với cái người đàn ông này, cái người mà tiếng đàn rất là, như chị Hạnh An nói, là một cái tiếng đàn rất là dịu vợi. Em đang yêu nhưng mà tại sao em đang yêu lại yêu trời, yêu đất, yêu mùa thu, sao anh lại muốn em bơ vơ? Tình bơ vơ,
cho em xin một đêm chăn trối, tìm đông cho ta năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên ở hờ, anh chết trong lòng. Chết trong mộng ngày thơ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng đẹp nên thơ. Cuối cùng, cuối cùng là tình bơ vơ. Bên hè phố cây lá thưa chim đã
ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng ru trong vào cơn mê này. Chiều xưa rồi những lần chiều hẹn ưa, rồi mai chân hoang vu lên phố gầy, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay, còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn ô giấc xuân về trên môi hồng, còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn. Quý vị vừa nghe ca khúc Rồi Mai Tôi Đưa Em. Và bài hát này từ trước đến nay thì Linh chỉ toàn nghe những giọng nam hát thôi. Nhưng mà hôm nay vì Linh rất là cảm động khi mà thấy anh Phương Phạm, anh ấy lọ mọ, anh ấy xét cái góc máy để làm sao mà nhìn thấy được cái con phố dài hun hút, cái con phố Phan Đình Phùng dài hun hút với những cái gốc cây xù xì. Thì Linh cảm thấy rất là cảm động. Và vừa rồi chính là một ca khúc mà Linh hát thay cho tiếng lòng của Phương Phạm, vì Phương Phạm còn đang mải đánh đàn đấy. Xin được gửi đến những người con gái đã qua đời của Phương Phạm và những người con gái đã, đang và sẽ yêu Phương Phạm cùng với tiếng đàn lãng tử của chàng. Vừa rồi thì đúng là cô Thái Thùy Linh là yêu cầu đổi góc máy, vất vả di chuyển cả một đống thiết bị máy móc sang cái góc này để lấy cái con đường Phan Đình Phùng. Mà em ơi, cái con đường này nhiều xấu nhỉ? Nhiều xấu quá cơ. Mà hình như chắc là hết xấu rồi. Đường thì rất là nhiều xấu nhưng mà người sinh thì chỉ có một thôi. Vì giờ này làm gì còn ai này đâu, còn một người sinh đang đứng ở đây. bây giờ Linh... bây giờ đã rất là muộn rồi, bây giờ là mấy giờ sáng Linh cũng không biết nữa. Bây giờ Linh sẽ tự thử thách mình trong một ca khúc mà Linh cũng đã nghe rất là nhiều trong suốt cả cái thời tuổi thơ của mình. Bài Hoa Nở Về Đêm. Một lần vì giây phút ấy
tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi. Bao chuyện một đêm khoác bờ vai một mảnh áo giả đường khuya. Ôi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu dấu tình yêu. Gió lùa giạt sao còn đẹp như khi quen nhau. Ai lớn lên không từng hẹn hò, không từng yêu thương, nhưng có ai người tìm được một tình yêu ngát quên, một người ở lại đèn trắng gối mộng. Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai. Cảm ơn anh Phương Phạm. Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng đàn của anh Phương Phạm đúng là đã dìu cho Linh qua những cái khúc quanh, qua cả những cái đoạn rất là căng thẳng. Bởi vì là đây là một cái bài hát, một bài bolero. Nó hoàn toàn không phải là sở trường của Thái Thùy Linh. Nhưng mà tại sao là trong mỗi một cái du ca phố đêm, tại sao chúng tôi lại phải hát một hai bài bolero? Bởi vì thưa với quý vị, những cái bài hát này đối với Linh, đây nó không phải là một cái sự phô diễn hay là trưng trổ về mặt kỹ thuật. Linh không chọn là hát toàn những cái bài hát thế mạnh của mình. Bởi vì ở đây không phải là sân khấu, đây không phải là nơi mà để mà đây cũng không phải là một cái cuộc thi, mà đây đơn thuần những cái cuộc du ca đêm như thế này, những cái cuộc lang thang như thế này, là Linh và
anh Phương đang cùng với mọi người trở về với những ký ức của chúng ta. Trong mỗi một con người của chúng ta thì luôn luôn có những cái dòng ký ức, và những cái ký ức đó thì đôi khi sẽ gắn liền với những cái giai điệu, những cái lời ca mà đôi khi là mình không có cố ý để nhớ, nhưng mà từ lúc nào đó nó đã ngấm vào trong máu của mình. Và một cách vô thức, nhiều khi mình nói là mình không thích nhạc vàng, mình không thích hát nhạc xến, nhưng mà mình vẫn rất dễ dàng để nghêu ngao, để lẩm nhẩm một vài câu hát. Khi mà nghe thấy những cái giai điệu đó, nó tình cờ, nó lọt vào trong cái tâm trí của mình, thì cái những cái cuộc du ca như thế này với những cái bài hát rất là xưa là một cách để chúng ta ôn lại những cái kỷ niệm, đúng không ạ? Đặc biệt là với những người đã từng sống, đã từng yêu Hà Nội. Bởi vì là để mà nói về Hà Nội thì không chỉ có những bài hát phải có chữ Hà Nội đâu, mà những cái góc phố, những cái ánh đèn đường, những cái hàng cây, đôi khi là những cái lá vàng nó rơi thôi thì cũng làm cho chúng ta có thể gợi nhớ lại không chỉ Hà Nội mà có thể là một cái nơi nào đó mà chúng ta đã từng đi qua, nơi mà chúng ta đã yêu một cái người nào đó, nơi chúng ta đã từng đau khổ, đã từng tan vỡ và đã trưởng thành. Thì đấy là tất cả những cái ý nghĩa mà Thái Thùy Linh và anh Phương Phạm mong muốn gửi đến quý vị khán giả khi mà thực hiện cái series Du ca phố đêm này. Còn bây giờ thì trước khi tạm biệt thì anh em mình sẽ làm cho Hà Nội, làm cho cái khu Phan Đình Phùng này không ngủ đi lại. bây giờ sẽ là một ca khúc rất là quen thuộc, và đây là thử thách của em dành cho anh, Túp lều lý tưởng, hoàn toàn chưa tập một chút nào, bây giờ sẽ thử thách với ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe.
Phải ôm Phương Phạm một cái, thưa quý vị. Ôi, mỏi tay quá em ạ. Mỏi tay cái bài này bốc quá. Mà trời thì lạnh này. Thưa quý vị, bởi vì bây giờ là sương nó xuống rồi và tay của Phương Phạm là bắt đầu càng lúc nó bắt đầu sẽ càng có những cái độ ẩm vừa là mồ hôi và vừa của sương nữa. Cho nên là trong như vài cái ca khúc cuối cùng này thì là anh Phương là tay là bắt đầu trơn này và mỏi, đúng không ạ? Và thực sự là Linh phải chia sẻ rất là thật lòng với quý vị là ngày hôm nay thì hai anh em đã có một cái ngày làm việc cũng khá là căng thẳng. Linh vừa mới tổ chức họp báo để đúng ra là tổ chức một cái buổi gặp mặt để giới thiệu dự án Zuka đi và hát của mình. Và cái buổi gặp gỡ này thì đương nhiên rồi đã có cái sự đồng hành rất là quý báu của anh Phương Phạm cùng với chị Hạnh An An, một gương mặt rất là quen thuộc mà chúng ta cũng hay gặp gỡ trên kênh YouTube của Phương Phạm và cả kênh YouTube của Thái Thùy Linh nữa. Thế thì lẽ ra như bình thường thì tối nay là chúng ta sẽ nghỉ ngơi, đúng không ạ? Chúng ta nghe nhạc, chúng ta thưởng thức mùa thu của Hà Nội. Nhưng phải nói thật lòng là sau khi nhận được những cái lời động viên, những cái lời khen ngợi rất là nồng nhiệt của quý vị khán giả và lại rất nhiều những cái lời ngợi khen dành cho Zuka Phố Đêm, thì hai anh em lại nổi máu nghệ sĩ, nổi máu giang hồ, 12 giờ đêm lại vác đàn ra khỏi nhà, trong khi thực sự là bụng thì rất cồn cào và bây giờ thực sự là chỉ thèm một bát nước dùng, một bát nước phở nóng hổi thôi, thưa quý vị. Thu âm ngoài trời nó có những cái nỗi khổ ấy. Nghe ở loa máy rất là nét, nhưng mà không khí loãng và hoàn toàn là hát bo, hát dạng hát câm đấy, tức là hát giống như mình đệm đàn bình thường trong điều kiện nói ngoài trời và đàn ngoài trời ấy. Để nghe được Linh hát đôi khi Phương nhún nhảy, nhưng mà Phương phải ghé cái tai để xem cô hát mình bảo, và thậm chí là chính những cái nốt đàn mình chơi mình cũng không nghe thấy đâu, nó loãng. Thành ra là chắc chắn là những bản đệm ấy, nó chỉ đạt được khoảng 30% thôi. Nhưng mà dù sao đấy là một cái tinh thần chiến đấu cuột cường của Phương Phạm và Thái Thùy Linh. Mọi người hãy thông cảm và ủng hộ cái kênh của Phương và Linh nhé. Quý vị ơi, hôm nay thì Thái Thùy Linh và anh Phương còn phát hiện ra rằng là đường Phan Đình Phùng có lẽ là vì quá đẹp cho nên đây là một cái cung đường có vẻ như là cũng rất là yêu thích. Và đây là một chiều nữa, thưa quý vị. Đây là cung đường yêu thích của rất là nhiều những cái tổ lái hay sao ấy. Từ nãy đến giờ thú thật là anh em chúng tôi đã phải hát lại rất là nhiều lần, bởi vì là cứ thỉnh thoảng lại có một cái chiếc siêu xe hay là một chiếc mô tô phân khối lớn nó đi qua và nó nẹt bô một cách, cái tiếng máy của nó gầm phải nói là chát chúa. Và lại còn có cả những người lại đã đi xe mà cái tiếng gầm rất to rồi thì lại cố tình đi chậm lại để xem rằng là có hai cái kẻ hâm đang làm gì trên phố. Cho nên là chúng tôi đã phải bị gián đoạn rất là nhiều cái việc mà thu âm ở ngoài trời như thế này. Và bên cạnh đó là những cái chiếc xe dọn đường, cái xe làm sạch đường nữa. Nhưng mà không sao, bởi vì là dân chơi thì không sợ mưa rơi, mà kể cả mưa chưa rơi cũng không sợ luôn. Đây là những cái thử thách khi mà đi Zuka trên phố vào buổi đêm. Nhưng mà những cái thử thách này cũng làm cho chúng tôi có thêm những cái hưng phấn. Nhưng mà đương nhiên rồi, chúng tôi là những tâm hồn rất là mong manh, rất là biết, rất là dễ rung động. Cho nên là chúng tôi sẽ hát hay hơn nếu như có được sự yêu mến, những cái sự động viên và cả những cái góp ý rất là chân thành từ quý vị khán giả. Hôm nay là Zuka Phố Đêm tập 4 ở đường phố Phan Đình Phùng, ở trước cửa Hoàng Thành Thăng Long. Quý vị hãy cho Thái Thùy Linh và anh Phương thêm cái gợi ý để xem là cái tập tiếp theo chúng tôi sẽ đứng hát tại đâu, hát những ca khúc gì. Và chúng tôi rất mong là quý vị sẽ mở lòng ra để đón nhận cái Zuka rất là lãng đãng, rất phố, rất đêm, rất thu Hà Nội như thế này. Còn bây giờ thì đã khá là muộn rồi. Quý vị hãy trước khi rời khỏi màn hình thì hãy nhấn theo dõi kênh YouTube của Thái Thùy Linh và kênh YouTube của Phương Phạm. Chúng ta sẽ còn gặp nhau trong rất nhiều những hành trình đầy say mê ở phía trước. Xin cảm ơn, xin chào, tạm biệt. Chào tạm biệt và chúc những người yêu nhạc trên kênh YouTube của Phương Phạm ngủ ngon và mơ nhiều mộng đẹp. Bye bye. Bye bye.